ông à, anh đang ngắm nhìn. Anh ngắm gì vậy? Anh đang nhìn lúa xóm lạ ngọn trong sương, mà lòng dâng lên một niềm vui khôn ta. Bỗng nghe bước chân ai đi nhẹ nhàng trên cỏ, khi anh quay lại sau lưng thì quả đó là em. Hồng mới sáng sớm em đi đâu, một tay thì sách chiếc lồng kia, còn tay kia sách giỏ dao dừa. Hồng à, em thiệt đúng là một cô gái quê hương màu. Anh khen nắng mưa trời làm cho em mơ. Sáng hôm nay mặt trời rất đẹp. Hồng ơi, mới sáng sớm em đi đâu mà mang theo chiếc lòng chim sơn xanh sớm đó. Đôi má em hay hay như ánh mặt trời lên sao mái nhà tranh nhỏ. Anh ơi, anh xin lại gần đây nghe em nói chuyện này. Con sao em nuôi mới vừa tập nói, em dạy dỗ lòng ba tiếng. Chị Hồng ơi, nhìn em rõ ràng với nụ cười tươi, đang nhìn anh danh mắt ràng. Của anh là lúa ngắn ngày à nha. Dạ anh ơi, anh nhìn đằng xa đó, anh có thấy gì không? Đâu, anh đâu có thấy gì đâu. Đó, gió thoảng hơi sương sương bay trong gió hương lo đơn là trên đồng. Bóng lúa đưa hương hay mái tóc em đơm ngát hương nồng. Em tặng cho anh nó con chim sáo nhỏ mà em đã nuôi nó từ vào cuối mùa thu. Mỗi khi đi ruộng về anh đứng trước lòng chim nhìn con sáo nhỏ đang rỉa lông tập nuôi. Mỗi khi nhớ tới em anh phải nghe nó và mặc trước dòng người chơi. Hồng nè, dạy con sao nó nói ba tiếng chị Hồng ơi, thì tại sao em?
mày có ưng hay không á thì trả lời ngay để tao còn trả lời với anh. Để anh nhờ mai cậy mối lo việc hôn nhân cho hai đứa chung trường. Rồi em trả lời sao? Em đứng hồi lâu rồi em nói. Em nói sao? Dạ con bằng lòng. Bằng lòng mà cũng làm cho người ta hết hồn. Má nói. Má, nhưng mà má của ai? Làm cho mình lễ cưới mà. Dạ, em sẽ nhờ cô Hương Miểu làm chú cụ bên gái được không anh? Anh sẽ nhờ chị Thư Bình đại diện cho bên trai. Dạ. Nhưng mà có một chuyện này á, anh ngại lắm em ơi. Anh ngại chuyện gì vậy anh? Má em á, ba ăn ở theo xưa. Bắt anh á phải mặc áo dài đen, đội cái khứa cá kho. Trời ơi, trông nó kẹt lắm em ơi. Có gì đâu mà kẹt. Muốn được vợ thì phải chịu cực khổ, muốn bực mình chút đỉnh. Anh biết như vậy rồi.